Xin chào các bạn đi Nha Trang mà chưa biết quán hải sản nào ăn ngon thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến quán hải sản Thanh Sương 2 trên đường Trần Phú. Do chúng mình không biết là quán 10 rưỡi hay 11 giờ mới mở cửa ấy, thì cứ nghĩ là buổi sáng là đã có hàng rồi, cho nên là đến khá sớm, sớm hơn khoảng nửa tiếng. Cho nên là quán vẫn chưa mở cửa, chúng mình đã sang quán cà phê bên cạnh. Tên quán là Milano Coffee ở ngay bên cạnh, cách 1-2 nhà. Các bạn có thể vào đây nếu mà chót đi sớm. Quán nằm ngay đối diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang. Mọi người hãy xem cái menu có giá chi tiết đây nhé. Theo mình thì nó khá là ok hơn so với mặt bằng chung các quán hải sản mà được mọi người đánh giá ở trên mạng mình đã thử qua ở Nha Trang. Chúng mình thuê khách sạn ở gần bãi biển Nha Trang. Từ bãi biển Nha Trang đi đến quán hải sản Thanh Sương 2 rất là tiện bởi vì nó cùng nằm ở trên mặt đường Trần Phú. Khoảng cách rơi vào tầm khoảng 4 km, các bạn có thể đi bằng xe máy, thuê hoặc là bắt Grab. Đây là một trong những quán bình dân mà mình thấy hay ho nhất ở Nha Trang. Vì là quán bình dân cho nên là chúng ta đến đây chỉ thưởng thức hải sản thôi các bạn nhé. Không có view biển, view hồ hay view gì đâu nhá. Mời mọi người cùng đi một vòng tham quan các loại hải sản tươi sống ở đây nhé. Mình nhìn sơ qua thì các loại hải sản thì được tươi sống, vẫn còn đang bơi và nhìn rất là sạch. Giá thì cũng hợp lý, ví dụ cá mú 350.000 một kg, trong khi các quán khác mình nhìn thấy 450.000 một kg. Tôm hùm loại này 1,2 triệu, hay là tôm xanh 950, vân vân. Quán bình dân, quán này mình nhìn rất là hay, có một cái lỗ ở kia nhá, ở bên trong là các anh đầu bếp đang băm băm thái thái chặt chặt, cởi trần và nấu nước. Đấy, có tận 3 anh cởi trần xăm trổ, nhìn oách không? Đây là con nhum nướng các bạn nhá. Mình lần đầu tiên được ăn con nhum nướng đấy. Từ bé đến giờ đã được ăn đâu. Ra xem nhum xong quay vào thì tôm và ốc móng tay đã lên đĩa. Ui, nhìn ngon thật. Sao nhanh thế? Sao nhanh thế? Mình vừa ngồi đây một tí đi ra ngoài đã có. Đây là nửa ký tôm hấp này. Tôm này là 300 nửa ký là 150. Còn cái này là ốc móng tay xào dừa đúng không? Xào me nửa ký. Đấy, mình có gọi thêm hai con nhum nữa và nước. Đấy, hai người ăn thì nếu mà đói thì ta lại tính tiếp, cứ ăn đã, chén đã. Ý. Xin mời mọi người nha, nếm đã. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Rất là tươi ngon đấy. Con tôm to phết nhỉ. Chấm đà luôn, gần bóc. Tươi và khá ngọt. Vì ở ngoài kia nó vẫn còn đang bơi mà. Ngon đấy. Tôm hấp. Hấp với rau gì đây? Tôm hấp với cần tây à?
đây. Ấy, khá là to. Chấm nước này chua chua cay cay. Ui, đây là ốc móng tay tươi nguyên vẫn sống và cho vào xào ngay lập tức đây này. Xin mời nha. Chật quá. Ngọt cực kỳ luôn, tươi ngon ngọt cực kỳ. Và cái nước chấm này khá là ngon đúng không? Ui dồi ôi, nó gấp 1 tỷ lần cái quán bờ kè hôm qua ăn. Quán bờ kè hôm qua không thể khen được tí nào luôn. Ui dồi, nước lẩu toàn dầu mỡ, bạch tuộc nướng thì mặn chát ra, cái nước chấm thì không ngon bằng hai quán hôm trước nữa mình ăn ở quán này. Đồ thì chậm, nhân viên gọi mãi em thưa. Chỗ đấy được có mỗi một cái là ngắm trông cũng ngắm ra sông cũng đẹp đẹp. Ôi, ăn con này ngon quá là phải gắp liên tục nữa. Cũng là con tôm, cũng to tầm như nhau, cũng tầm giá như nhau, nhưng tại sao con tôm mình mua ở Hà Nội nó cũng đang bơi nhưng ăn nó không thể ngon được như thế này các bạn ạ? Đây, con này con nào rụng ra rồi nhỉ? Đây, con ốc này nó sẽ có cái phần cát cát nằm ở giữa đâu đây đấy. Mình ăn chấm ở đây, ăn cái đầu. Khả năng cái phần giữa bao cát thì cắn bỏ đi, đó, bỏ một tí cái phần cát cát này đi. Cái phần đuôi này ta lại chấm ăn tiếp mà nó không bị sạn, tại vì là ốc này nó vẫn còn chơi nguyên ở ngoài kia mà, nó vẫn sống nguyên. Đã nhỉ. Con nhum chưa ra nhỉ? Hả? Còn con nhum nữa. Đặc biệt đến Nha Trang là mình rất thích ăn hải sản và chấm với cái nước chấm xanh xanh đỏ đỏ ở đây này. Không biết là nó là nước gì mà ăn rất là thích hợp với hải sản cực kỳ luôn. Đi về Hà Nội mình tìm nhưng mà cũng không có. Xin mời các bạn ăn nhum nha. Xin giới thiệu với mọi người đây là con nhum. Chưa bao giờ được ăn con nhum này, để lấy cái thìa. Đấy. Mỗi người một con. Nhum này đang là có chết rồi. Hôm qua đi thủy cung nhìn thấy con nhum nhỉ. Những cái ở ngoài này nó mềm, nó cứ mà rung rung ở trong nước.
Con này gọi là con nhím biển này, hay còn gọi là con cầu gai, hay gọi là con nhum. Bây giờ mình đập trứng vào nướng ấy, cũng nghề một con ấy. Con này đang là 30 khỉn. Vị như nào nhỉ? Mình xúc ở đằng trên này ăn như kiểu đang là vị trứng thôi. Xúc cầm trứng mà đây này người luôn đây. Đây này. Làm nào giữ để lấy cái thịt con nhum. Đây, cái phần hồng hồng này để làm là phần này là thịt con nhum. Đấy. Chấm vào xem ăn vị nó như nào. Mềm mềm, hơi béo béo ngọt ngọt, đúng không? Đấy. Giống cái gì? Giống cái bánh. Để em ăn lại đã. Vẫn chưa ngẫm ra là nó giống cái gì. Ăn giống cái vị của cái gì? Mèo ăn đi. Chả biết là nó giống cái gì, đây là một cái vị riêng. Chẳng hết cái gì bánh căn. Kiểu bánh căn hôm trước ấy nhỉ. Cũng na giống. Không biết. Hay là bởi vì nó cũng nướng lên thì nó cũng có trứng gà, cũng có hành. Cho nên là vị nó giống như cái vị. Cứ ăn rồi sẽ biết là giống gì. Đấy. Nói chung là vị của nó cũng hay, hơi béo béo. Mỗi người nên thử ít nhất một con để biết vị con nhum. Một con nhum này đập trứng vào nướng ăn được khá nhiều nhá. Mỗi người đến đây chỉ nên là đặt mỗi người một con thôi. Hôm trước mình xem thấy có bạn nào comment là mỗi người hai con ăn nó sẽ no quá, nó không ăn được cái khác nữa. Mình đến đây gọi được nhiều món thì tốt. Ốc ăn một con là đã rồi. Đây này, mình ăn từ nãy đến giờ vẫn còn xung quanh rất là nhiều thịt với cả trứng. Đấy, thì mình gọi mỗi người một con, gọi thêm tôm rồi thêm các thứ, tôm hùm đúng biết gì đấy ăn thì nó đã hơn. Mượn cái kéo ăn thì mình bóc kém lắm, mà phải
vì cái ong thì không thịt nó dính hết vào vỏ. Thì mượn người ta cái kéo. Kéo cắt dọc kiểu như là nó đỡ đau tay. Và cái càng cái hẹ. Mình bóc cũng kéo. Anh nhà giờ mà anh nói vậy nha. Anh sống hay là xào? Xào hay hấp gì vậy? Mà con này còn nếu con nào con này khó bóc ấy. Có con nó ngậm chặt mồm không bóc được. Này ăn còn hơn cả buffet. Hai người mà gần 800.000 tiền buffet chưa kể nước. Kể nước thì là 800 đi, hai người tiền buffet 800 mà mang vào đây ăn ăn còn bục cả ruột ra. Có cái quán này ở đây nhỉ? Không bao giờ vào buffet ăn cá như nhau. Ở đây hai người không bao giờ ăn hết 800 được. Có mà gọi là dạ dày trâu chứa được hết 800.000. Ngon quá. Đây là bãi chiến trường sau khi hoành chén xong các bạn này, no nê luôn. Chúng mình vào là những khách hàng đầu tiên và sau khi ăn xong thì nhìn quanh rất là đông khách rồi các bạn nhé. Hóa đơn tính tiền này các bạn, nước ngọt chỉ có 12.000 một lon, nước suối 7.000, móng tay rang me tính theo kg nửa cân giá 200 là 100.000, nhưng trứng hai con chỉ có 30.000 một con, tôm thẻ hấp 300.000 một kg, nửa cân là 150, tổng cộng 329. Đây là quán rẻ nhất trong những cái quán mình đã ăn ở thành phố Nha Trang trong những ngày qua và chất lượng đồ ăn ngon nhất, tức là nó sẽ tươi, thơm, ngon, ngọt, giòn và chế biến hay, hợp với miệng. Video của mình đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Nhớ subscribe, like, chia sẻ để ủng hộ mình nhé.